Ngày 10 tháng 4 là ngày chết chóc nhất của Mỹ từ đầu dịch COVID-19 đến nay, với số người chết cao kỷ lục 2.035 người. Chưa có quốc gia nào ngoài Mỹ có con số người chết một ngày cao kinh hoàng này. Tính đến hết ngày 10 tháng 4, tổng số người chết do dịch COVID-19 tại Mỹ là 18.746, đã gần ngang con số tử vong ở Ý. Trong vòng 24 giờ, Mỹ ghi nhận thêm 33.752 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 502.876 ca, cao nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay. Mặc dù tổng số ca nhiễm cao, nhưng số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày lại có dấu hiệu chững lại, cho thấy hiệu quả của việc chính quyền các bang buộc người dân ở nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 90% người dân Mỹ được yêu cầu ở nhà, vậy nên người Công giáo ở nước này không thể đón tuần thánh phục sinh như mọi năm. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các nhà thờ sẽ không cử hành thánh lễ như mọi năm mà chỉ có thể tổ chức thánh lễ trực tuyến. Trong ngày 10 tháng 4, các nhà lãnh đạo bang đã cảnh báo các tín hữu không tập trung tại nhà thờ và tiếp tục đảm bảo giãn cách xã hội. Trong khi đó, các nhà thờ đang nghĩ ra những cách khác nhau để cử hành thánh lễ phục sinh mà không phá vỡ quy tắc giãn cách xã hội như việc tổ chức thánh lễ trực tuyến hoặc qua đài phát thanh. Chỉ sau 3 tuần kể từ khi nhiều bang ở Mỹ đóng cửa nhiều doanh nghiệp để hạn chế sự lây lan của COVID-19, nước Mỹ đã có 16,8 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, khiến số lượng đơn tại nhiều bang bị ùn ứ. Các nhà kinh tế cảnh báo phản ứng chậm chạp của chính phủ liên bang trong việc hỗ trợ thất nghiệp cho người dân có thể sẽ khiến tình hình kinh tế tồi tệ hơn. Bộ Thương mại North Carolina cho biết mọi người thường nhận được khoản trợ cấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày nộp đơn. Ngày 10 tháng 4, tại một cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ không khởi động lại nền kinh tế cho đến khi đất nước hoàn toàn khỏe mạnh. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.